Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Nam thanh niên chết trong khách sạn với nhiều vết đâm. Vụ việc được phát hiện vào lúc 17 giờ ngày 1 tháng 4 tại khách sạn Sao Băng thuộc phường Di An, thành thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân được biết là Nguyễn Thành Đạt, 25 tuổi, quê Hưng Yên, ngụ thị xã Di An. Những người có liên quan cho biết, trước đó vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 4, anh Đạt đi vào khách sạn cùng với một nam thanh niên chưa rõ danh tính. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, anh trai nạn nhân thấy bất thường nên đi tìm, thấy chiếc xe máy của nạn nhân trong khách sạn Sao Băng. Người này không thông báo gia đình và yêu cầu khách sạn mở cửa phòng. Khi nhân viên khách sạn mở cửa phòng thì phát hiện anh Đạt nằm chết trên giường với nhiều vết đâm trên cơ thể. Các nhân viên khách sạn này cũng cho biết nam thanh niên đi cùng nạn nhân đã rời khỏi phòng từ buổi chiều. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share và nhấn subscribe.